cái set này này cực kỳ thích luôn. Cái này nó là cái set cái này nó là cái set sữa rửa mặt của Hoa Hiên nha cả nhà nha. Trà hoa sâm bao tiền 1 ký? Cái đấy một bịch của nó nha Kim Khanh, một một cái bịch đó nó là nửa kilo là 35 đồng nha cả nhà nha. Bịch đó là nửa kilo đó, nửa kilo, một bịch nửa kilo đây nhé cả nhà nha. Hà về cái set này thật sự rất là tâm đắc với cái set này. Nếu mà nói về cái set sữa rửa mặt đấy thì mọi người biết rồi đấy. Nếu mà những cái dòng hu ấy thì nó có những cái dòng mà giống như bên hu kia, nó có sẽ có những cái hu trắng làm trắng sáng da, cái hu đỏ thì nó chống nhanh, chống lão hóa da, còn nếu mà hu vàng ấy thì nó cũng chống lão hóa và nó làm sân chắc da, nó sạch sâu đúng không ở nhà, thơm mùi sâm. Còn cái này của Hà đó là một cái dạng mà là Hoa Hiên nha, Cheong Gi Dam nha cả nhà nha, tức là một cái dòng mà sữa rửa mặt tái sinh da nha cả nhà nha. Người xài nó đây, mọi người thử trải nghiệm nó đi. Giá của công ty một cái set này mọi người biết 95 đồng một set nha. À, chào chị Hạnh nha. Ủa, Trinh Mai, chị có ghi cho em chưa? Ở đây, một trà hoa sâm. Đó. Nha cả nhà nha. Giá của công ty là 95 đồng. Nhưng mà hiện thời bây giờ Hà bán ấy, là giá là 53 đồng một set nha cả nhà nha. Cái tip sữa rửa mặt này á, thật sự mọi người xài mọi người sẽ thấy tâm đắc với nó. Hà nói thật luôn, khỏi chê, không chê nó vào đâu được hết luôn. Hà nói thật, khỏi chê luôn. Cái này nó là cái phiên bản mới nha cả nhà nha. Cái này nó là cái phiên bản mới, Hà mới nhận được hàng đó. Hà mới nhận được hàng đó. Đó. Thì ở trong cái set này á, là nó được tặng cho mình nha cả nhà nha. Nước hoa hồng và sữa dưỡng của Hoa Hiên luôn nhé cả nhà nha. Là cái dòng tái sinh luôn nhé cả nhà nha. Mình được tặng thêm nha cả nhà nha. Thì mọi người cứ tính đi, nếu mà 95 đồng một set Hà bán còn lại 53 đồng một set thì mọi người nghĩ đi. Với cái giá đó thì nó gần như là cái giá là chỉ có chiết khấu là tới gần 50% rồi cả nhà. Nếu mà nói như vậy mọi người mua đầu hàng cũng chưa được, cái đầu cái cũng chưa được chiết khấu với cái giá như thế. Hà nói thật luôn á. Hà nói thật, cái đó là Hà nói thật. Mọi người cứ từ từ, mọi người á, mọi người cứ từ từ mọi người xem và mọi người cứ có thể là hỏi, mọi người cứ có thể coi giá mà mọi người sẽ tự biết là cái set này. Hà nói thật luôn. Không bao giờ cái Hà cứ để đây nhưng mà nói thật luôn là sẽ là cháy hàng về cái set này. Hà nói thật, nếu ai đã biết về cái set, về cái sữa rửa mặt đó, Hoa Hiên này đó thì khỏi chê nó rồi, không còn chê nó nữa rồi. Không còn chê về nó nữa luôn. Hà nói thật. Giá công ty mà 95 đồng Hà bán thì còn có 53 đồng thì mọi người biết là cái chiết khấu của nó về tới đâu, là nó như thế nào à. Đó. Mọi người cứ là một cái người mua thông minh nhất đi nha.